Vui quá mấy bạn ơi, ôi vui quá xa là vui. Vậy là từ nay siêu nhân tứ trụ chúng ta đã có thêm một thành viên mới, đó chính là siêu nhân Sammy các bạn ơi. Như những bạn nào đã xem ở tập trước thì mình nghĩ rằng là chắc các bạn cũng đã biết rằng là trong tập trước Sammy đã giúp cho mình và giúp cho siêu nhân tứ trụ tiêu diệt được con yêu quái lửa, đúng không các bạn? Đó, Sammy là siêu nhân thứ 5 của biệt đội siêu nhân tứ trụ nha anh em. Đấy, giống như là Sam, giống như là siêu nhân gao bạc ở trong siêu nhân gao vậy anh em. Quá xịn sò con bò cười luôn. Anh em vỗ tay tiên dương Sammy cái nào. Ê, rồi. Trời đất ơi, sao em không ngờ là chị mới gọi là gia nhập siêu nhân tứ trụ thôi, chị giỏi đến vậy luôn á, có thể đánh bại được con quái vật đấy luôn á. Trời ơi, đúng là chị của em. Được rồi, em sẽ tặng chị một voucher uống trà sữa em miễn phí 1 năm luôn. Voucher uống 1 năm. Trời ơi, gì mà sướng quá vậy, cái gì mà được tặng voucher uống trà sữa 1 năm luôn mày, miễn phí luôn bạn ơi, chỗ sướng dữ rồi trời. Ê Sam ơi, tính ra tôi Sam nói nè, Sam nhận đi, cái gì Sam cho Phong cái voucher đó, Phong uống trà sữa 1 năm. Này ông cho ông đó uống, ông mà uống xong ông gọi là ông biến thành con heo luôn thì sao? Trời ơi, tính ra là tôi là biệt đội siêu nhân tứ trụ hay anh em trong đây ai cũng xấu muối hết trơn á, sợ gì uống cái tí trà sữa gì đâu. Trời ơi. Ê, mà phải công nhận nha, con yêu quái lửa nó khỏe vậy mà Sammy chỉ cần dùng cái đề bát bắn nó mấy cái thôi chết queo luôn. Cầm khoan từ. Ê, đây bây giờ mình sẽ lấy vũ khí của Sam ra cho mọi người xem nè. Đây, ten. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là cây súng đại liên hạng nặng của Sammy đó. Cái cây súng này bà Sammy bà ở nhà bà hay dùng cái cây này bà bắn tôi á mọi người. Trời ơi trời, lần nào mình cũng bị bà Sammy bà dùng cây súng đại liên này bà ăn hiếp mình đó các bạn ơi. Bà cứ dùng cây súng này bà bắn mình chạy quá trời chạy luôn, nhưng mà hôm nay nó đã có ít hơn rồi, nó giúp cho Sam có thể biến thành được siêu nhân. Rồi Sam, bây giờ Sam hãy thử biến thành siêu nhân cho mọi người xem đi Sam. Rồi, bây giờ tôi biến thành cho mọi người xem nè. Mọi người chuẩn bị coi này nha, chuẩn bị coi siêu nhân Sammy nè. Siêu nhân cùng biến thân. Wow, trời ơi ngầu quá. Trời ơi, chị của tôi. Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy skin của Sammy có ngầu không? Mấy bạn thấy Sammy biến thành siêu nhân có ngầu không? Nhớ bình luận lại cho mình biết nha, chứ mình thấy Sam ngầu quá bạn ơi, mình tự hào quá. Không biết bao giờ Kamui, Timmy với lại là còn ai ta? Hình như Kairon nữa, không biết khi nào ba người đó mới biến thành siêu nhân ha. Nhưng mà lần này là thấy là Sammy biến thành siêu nhân quá ngầu luôn bạn ơi. Anh Dịch thấy ngầu không Dịch? Ngầu không? Trời ơi quá ngầu luôn đúng không? Quá ngầu luôn. Ai, trời ơi. Mà tôi nói nha, biến thành là ngại quá, tôi ngại dữ sợ. Vì tôi bắn cho mọi người xem rồi đó, súng tôi bắn nhiều lắm, xịn lắm đó. Mày bắn này, bây giờ đặt đạn này bắn nè. Trời ơi, ôi cái gì mày ơi? Ôi, rồi xong. Xịn quá trời. Dừng lại. Trời ơi là trời, cái bà này. Ủa sao người biến mất hết rồi? Bà tào lao rồi thôi. Đây là một cái căn phòng nhỏ xíu à, mà cái cây súng của bà nó mạnh lắm, bà bắn vậy nó dính vô mọi người chết queo hết luôn nghe. Rồi ông Dịch đâu rồi? Rồi xong ông Dịch rồi, chơi luôn rồi. Trời ơi trời. Xin lỗi Dịch. Trời ơi trời, phá hoại quá mọi người ơi, Sammy phá hoại. Trời ơi trời. Ok, thì hôm nay đó bạn, nhân dịp Sammy đã trở thành siêu nhân gọi là thứ 5 của biệt đội siêu nhân tứ trụ, có thêm một siêu nhân mới, cho nên chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn mừng. Ok. Rồi, thì hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn mừng nha. Thì hôm nay tôi sẽ đưa mọi người đi ăn thịt nướng nè, đi ăn cá ép sơi, đi ăn sushi nè. Và hôm nay mọi người được đi ăn miễn phí và Dịch sẽ là người bao. Ủa gì vậy? Ủa hay vậy? Dịch sẽ là người bao. Yeah, Dịch bao. Mày nghĩ sao con nhỏ nó vừa bắn chết mày, mày bắt tao bao nó, mày ngắm mày chơi nổi không? Trời ơi, ngắm trời. Nó không, nó bắn chết tao đây, giờ tao đứng im, tao cho nó tỏa sáng, tao cho nó khoe giác đẹp, súng khỏe rồi nó bắn chết tao luôn, giờ mày bắt tao bao nó, mày ngắm mày chơi nổi không? Trời ơi, Dịch đó là Dịch lớn rồi, Dịch phải bao mấy đứa em ăn sushi rồi ăn cá chơi đó, Dịch trả tiền hết chứ, Dịch là người giàu nhất mà. Nè mọi người coi nè. Được rồi, nhân ngày Sammy hôm nay trở thành siêu nhân mới của tứ trụ, anh quyết định đi bao Timmy ăn. Ai tính ra là Timmy một mình, Timmy ăn là bằng 4 đứa em ăn luôn á Dịch ơi. Thôi không sao. Ok, bọn mình cùng nhau đi ăn thôi nào. Let's go. Ủa gì vậy? Dạ. Ủa? Có báo động. Trời, báo động kìa. Trời ơi. Cái bấm chuông trộm nhà hay vậy? Trời ơi. Đang chuẩn bị đi ăn thì bỗng nhiên có báo động, có yêu quái xuất hiện, có yêu quái nào mất nết quá vậy trời. Thôi không sao, đi tiêu diệt con yêu quái xong đi ăn mừng cũng được. Lần này mình có Sammy rồi, mình sợ con yêu quái nào nữa đúng không? Ok, let's go. Anh em xin đi thôi nào. Lần này là con yêu quái xuất hiện tại ngân hàng các bạn ơi. Trời, con yêu quái nào mà tham tiền giống như Phong quá vậy trời. Nhầm, quên. Ôi trời. Ủa. Ui.
thấy rồi mọi người ơi, con yêu quái kìa, con yêu quái kìa. À thấy rồi nha, thấy rồi nha. Quái con yêu quái kìa. Con yêu quái kìa. Ủa đâm ra mà đúng rồi vậy? Ha ha ha. Hôm nay chúng ta sẽ đối đầu với con yêu quái gì đây? Chưa gì mình thấy con yêu quái này, ôi sao nhìn nó giống con robot của ta. Ơi mọi người thấy con yêu quái này nhìn giống con robot đó mọi người. Em thấy nó giống con robot gì trời nè. Nó là con robot thì giống gì ba? À nó là robot hả? Uầy, con yêu quái robot kia, hôm nay mày đến đây để làm gì vậy? Ngươi còn biết ta đang đứng ở đâu không? Đây là ngân hàng và tất nhiên ta sẽ cướp cái ngân hàng này. Hóa ra là con yêu quái đến đây để cướp ngân hàng à? Trong gọi là tất cả tiền trong làng Hero Team này phải là của Phong Cận chứ không được của ai khác hết. Ngươi dám đụng đến tiền trong làng của Hero Team là dám đụng đến Phong Cận. What? Bởi vì tiền trong làng này tất cả đều là của ta. Ngươi dám đụng đến tiền là ngươi chết dạy, rồi. Mất dạy, thằng xạo đứng ra mất dạy. Tao lao tiền ai người để tiêu chứ tiền trong làng này của tao. Đâu xanh cái gì con quái vật đâu. Cậy em, cậy em. Thôi được rồi. Bây giờ anh em Siêu Nhân Tứ Trụ chuẩn bị biến hình nè. Sammy biến hình rồi cho nên khỏi cần biến hình nữa. Còn anh em Siêu Nhân Tứ Trụ tập hợp. Chuẩn bị Siêu Nhân Tứ Trụ biến hình. Chà. Bum chiu. Ta biệt đội siêu nhân đã biến hình thành công. Ủa khoan từ, hình như có gì sai sai bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Cái bộ đồ tôi đâu? Ôi trời ơi, biến hình cái gì kia rồi? Ai bình tĩnh từ từ đợi ta xíu. Chết rồi bạn ơi, mình quên mất. Ở tập trước mình bị con quái vật lửa nó thiêu cháy bộ đồ rồi, quên mất. Để mình biến hình lại thêm lần nữa. Trời ơi, bộ đồ số 1 nó bị cháy rồi, ok. Ê, bộ đồ số 2 xuất hiện. Chà. Bùm chiêu. Ok, và bộ đồ của mình đã trở lại bình thường nè bạn ơi. Trời, hồi nãy biến hình quê quá trời quê luôn. Ok, ui mấy bạn coi nè. Bây giờ siêu nhân có 5 người luôn bạn ơi, nhìn ngầu thật sự. Ok, con yêu quái, bây giờ bọn tao sẽ chẻ đầu mày ra làm đôi nè con yêu quái kìa. Các người nghĩ đánh được ta mà dễ à? Đại đem đâu, xuất hiện đi. Ok vậy. Trời ơi, cái gì mà nó chịu hồi đó mấy con bự vậy? Ôi, nó đi với mình kìa, đi với mình kìa. Ủa trời. Không có vậy. Dí trong nó. Ha cái này quá đơn giản. Quýnh nó chút xíu thôi là bọn nó chết queo liền gì. Anh em đâu? Nhào vô. Mọi người, để tôi là người mời đó, để tôi xử cái bọn này, gọi là test real mà. Ha. Dạ. Okay. Đây, tụi mày nè, đó, bọn này test real. Em xử lý cho mọi người ngồi ăn chơi xơi nước đi, ngồi ăn bánh đây. Trời ơi, quá hay quá Sam ơi. Trời, rồi xong. Trời ơi, nó coi một đứa. Thấy quá đơn giản luôn. Test real mà. Mày, mày, đó, hai đứa, mày đứa. Hai đứa luôn. Mày đứa, em này tiến lên đánh chúng nó đi chứ sao lại đứng yên một chỗ này. Trời ơi, ngồi quay bên đây kìa, trời ơi, đi chưa. Trời là trời, tưởng yêu quái khỏe cỡ nào, hóa ra bị Sammy bắn có tí xíu rồi chết queo luôn. Trời ơi, trời, còn con sau lưng kìa Sammy. Đâu? Sao bọn này mạnh dữ vậy ta? Mày đi sang đằng sau, đằng trong kia trời, mày trốn được hả? Đánh nó đi chứ. Rồi xong. Trời ơi, ông đồ ông dịch tránh ra, bắn chúng bây giờ. À, cái súng tôi bị vào rồi mọi người ơi, mọi người cẩn thận, chạy tôi bắn mọi người á, cẩn thận á. Sammy sát lực cũng rất mạnh nhưng giết đồng đội cũng rất mạnh nha mọi đúng người. Rồi các bạn ơi. Sammy, Sammy thấy giết yêu quái không được nhiêu mà chưa gì quýnh chết rồi dịch rồi, trời trời. Ok. Trời ơi, xin lỗi mọi người nha. Quá hay luôn. Có yêu quái kìa. Đàn em của ngươi đã bị bọn ta tiêu diệt sạch sẽ, sạch sành sanh, không còn gọi là gì luôn rồi. Bây giờ bọn ta sẽ tiêu diệt đến lượt ngươi. Có giỏi xuống đây nhanh lên. Các ngươi thì cũng mạnh đấy, nhưng mà làm sao mạnh bằng ta được. Các ngươi hãy nhìn ra biến hình đây. Sao nó to vậy? Trời trời, wow, to dữ ha. Trời, nhưng mà to cỡ nào thì cũng vậy thôi. Hồi nãy mấy con yêu quái kia cũng to đó, đàn em của ngươi cũng to. Nhưng mà Sammy bắn có tí xíu thôi chết queo hết trơn. Ngươi chắc cũng được 2-3 viên cũng chết rồi. Sammy ơi, để tôi, mọi người cứ ngồi chơi đi. Ok, chuyển cái đi. Chạy đây, chạy đây. Người nghĩ sao bọn chúng là em của ta chứ. Đâu chưa con. Ủa hết đạn. Ủa gì kì vậy? Ủa Sammy, tính ra tôi thấy tôi thấy bà bắn chúng nó, thấy nó không bị gì luôn á. Bắn thêm lần nữa coi. Nhanh lên. Hết đạn ơi. Nạp đạn lại, súng của bà nó cần đạn đâu. Gãi ngứa kìa, ôi gãi ngứa kìa. Ủa khoan từ từ mọi người ơi. Sao tự nhiên mình thấy mấy viên đạn của Sam trúng vô người con yêu quái không khác nào đang gãi ngứa cho nó hết vậy ta. Kỳ vậy? Ủa kỳ vậy? Ủa?
Ê, 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 nãy giờ các ngươi bắn ta cũng đủ rồi đấy, đúng không? Đủ rồi đúng không? Bây giờ đến lượt ta bắn nó nha. Yeah! Ôi, cái gì vậy, cái gì vậy? Bơm, bơm, bơm. Trời ơi, con yêu quái này nó khỏe bạn ơi. Nó có một cái cây đại bác ở trên tay của nó kìa. Nó có thể bắn ra được bơm mấy bạn ơi. Wow, nhưng mà bọn ta không sợ đâu. Nhào vô luôn anh em. Trời ơi, ta sẽ tiêu diệt ngươi. Mày thôi. Bơm, bơm, bơm. Ôi trời trời trời, mọi người cẩn thận nha, mọi người cẩn thận nha, con này nó bắn bơm được á. Sao đâu quýnh em chết gì đâu. Hả đâu, rồi làm gì đâu quýnh em. Rồi yêu quái rồi không quýnh em, rồi quýnh em đâu. Rồi quýnh đâu quýnh đâu. Mày quá, đồng đội đánh nhau đúng không, bắn thêm quả nữa nè. Mày. Chạy anh em ơi, chạy anh em, con này nó khỏe quá. Cái kiếm của tôi quýnh không được rồi. Ôi ơi, nghe tôi. Trời ơi chết rồi, con yêu quái nó khỏe quá, mình quýnh không được bạn ơi. Trời ơi, rồi xong. Thôi rồi xong, nổ luôn rồi, nổ banh chành rồi. Thôi anh em tạm thời rút lui. Anh em siêu nhân tứ trụ tạm thời rút lui. Chạy chạy chạy. Trời trời, con yêu quái nó khỏe quá. Thôi bạn ơi, con yêu quái này nó khỏe nó nổi mà Sammy tấn công nó còn không được luôn. Vậy tại làm sao mà bọn mình có thể mà tấn công được con yêu quái này đây trời. Giờ sao đây? Anh em quay lại căn cứ bí mật, suy nghĩ cách, nhanh lên nhanh lên. Nhanh lên, tạm thời rút lui, tạm thời rút lui. Rồi. Ai, trời ơi là trời. Hôm nay siêu nhân tứ trụ cộng thêm Sammy nữa là 5 người, nhưng mà vẫn không tiêu diệt được con yêu quái mới nè các bạn ơi. Hôm nay bọn mình đã thua bại trận một cách rất là thê thảm luôn các bạn ơi. Thầy tính ra nha, là Sammy á, cái cây súng của Sammy á nè, là súng bắn ra thiên thạch mà có không thể nào mà đụng được con yêu quái đó, không gãi ngứa được cho con yêu quái luôn. Vậy làm sao mà siêu nhân tứ trụ mình có thể đánh nhau với con yêu quái này được đây? Anh em có ý tưởng nào để tiêu diệt con yêu quái này không anh em? Anh em ơi. Theo tôi á, tôi nghĩ con nó to đúng không? Chắc chắn á, thì theo tôi biết được, tôi học hỏi được trên mạng nha, những cái con to siêu to khổng lồ như vậy á sẽ có một điểm yếu nhất định luôn trên cơ thể, nhưng mà không biết chỗ nào thôi. Ai mà tôi nói nghe nè, dù cho nó có điểm yếu đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào mà chạm được vô cái điểm yếu của nó nữa, tại vì nó to khổng lồ vậy mà. Bọn mình chỉ bằng cái ngón chân cái của nó thôi à. Không, nhiều khi không bằng cái ngón chân của nó luôn á. Giờ nó trội cho quả bơm thôi, cả team chết queo hết trơn. Vậy là phải có thuốc rồi. Là nó mà làm bằng sắt. Thật sự nó rất là cứng, đến cả những viên đạn gọi là cứng rắn của Sam cũng không có giúp, không có làm nó bị gì hết trơn á. Đấy. Con quái vật này nhiều khi nó không phải bằng sắt đâu, nó bằng thép hay là bằng cái gì đó cứng hơn nữa trời. Nếu như bọn mình không nghĩ cách nhanh nhanh á thì một tí nữa ngân hàng của Hero Team sẽ bị rút hết tiền. Mà không được, tiền trong Hero Team, tiền trong làng Hero Team phải là thuộc về Phong chứ không thể nào thuộc về yêu quái được. Mất dạy tiền trong làng Hero Team thuộc về Phong, mất dạy hơn con quái vật luôn. Cãi em, tính ra là em tham tiền cãi em, nhưng mà em là lấy tiền của người giàu để giúp đỡ cho người nghèo, hiểu không? Có yêu quái đó. Mà tao giống thằng giàu không? Nhưng mà tao giống người đang giàu không? Nhìn dịch giàu mà. Nói, mọi người ơi, mọi người hãy nhìn dịch đi. Nhìn dịch như vậy mà kêu không giàu, các bạn coi nè, bộ đồ của dịch nè, từ trên xuống dưới làm bằng vàng ròng chính xuất chính luôn. Trời ơi, vàng có hai loại nha. Một là vàng là thuộc kim loại quý, hai là vàng khác. Hai biết không? Tầm 7 nha. Ok. Rồi trời, xong. Mới gọi ông coi cam chết queo rồi. À vậy là cái này vàng, cái vàng bộ giáp bằng vàng của dịch là vàng giả các bạn ơi. Có con cái gì không biết. Trời ơi là trời. Như mọi người, những bạn nào mà đã coi phim siêu nhân thì chắc các bạn cũng biết, trong siêu nhân Gao hay bất cứ siêu nhân gì, người ta cũng sẽ có một con robot rất là to. Đó. Nhất là trong siêu nhân Gao, người ta sẽ triệu hồi những con mãnh thú tới, sau đó nó ráp thành một con robot rất là to luôn. Hay là bây giờ anh em mình cũng thử gọi là dùng robot đi dịch nha. Anh đang cố gắng tưởng tượng lên cái khúc mà anh triệu hồi thần thú, thấy một con vịt nó phi ra, nó thành cao vậy. Tào lao. Trời trời. Cũng đúng ha. Tính ra dịch sẽ là gao dịch nè, Sam sẽ là gao cá mập, Sim sẽ là gao gấu tuyết, còn Siro sẽ là gao chó. Hả? Gao chó sói, nhầm. Còn em sẽ là gao cá heo ấy. Ôi mà quen. Có mấy Phong gọi thêm tim mi vô, có gao heo. Gao heo. Ok, thôi bây giờ là tôi mới vừa nghĩ ra cách tiêu diệt cái đó, là bọn mình cần một con robot. Nhưng mà bây giờ nha, bọn mình sẽ cần phải dùng sức mạnh của bọn mình để tạo con robot này. Bây giờ cần đầu tiên là phải cần Siro chế tạo được gọi là con robot nè, để bọn mình gọi là gắn kết sức mạnh vô nè. Rô chế tạo được robot không? Thôi để anh đó là người của anh. Thôi
Rồi ok, làm đi anh. Trời ơi, mấy bạn, như mấy bạn cũng đã biết, Siro là một nhà khoa học của Hero Team. Bất cứ những cái gì mà Siro chế tạo ra đều có thể dùng để tiêu diệt yêu quái cả. Nhưng mà tất nhiên rồi, không thể nào mà không cần đến trí thông minh của Phong Cận. Nhờ Phong Cận suy nghĩ ra cho nên Rô mới chế tạo được nha anh em. Chứ Rô nhà khoa học nhưng mà Rô không biết chế tạo ra gì hết trơn. Thôi không chơi nữa, không chơi nữa. Thôi không chơi nữa. Ê, giỡn mà. Giỡn. Này thì nói. Không sao đâu, ok. Rồi, để xem coi liệu rằng con robot của Hero Team nó sẽ ngầu như thế nào nha các bạn nha. Later. Sắp xong chưa rồi? Sắp xong chưa? Nhanh lên. Rồi trời, bọn em đợi từ nãy giờ, bọn em buồn ngủ lắm luôn rồi đó. Con yêu quái nó sắp chậm hết tiền rồi. Em phải cần tiền, tiền của trong làng Hero Team phải là của em, nhanh lên. Trời ơi, con thiếu lắm đúng. Mất dạy lần nữa, mày muốn tao lập mày chết ông rồi. Mày chế nhanh lên không, tao mang phong đi, tao bản nè, tao cắm cho con quái vật đó. Mày phải kiếm làm mình là đâu? Đâu? Robot đâu? Nhanh lên. Trông như cây xúc xích vậy. Trời ơi, nhìn y hệt như siêu gì robot của siêu gao luôn mày ơi. Ê anh. Đúng rồi. Ê đồ, tính ra là con robot của bọn mình thì anh phải chế tạo sao cho nó đàng hoàng, chẳng hạn như ở phía giữa nó phải có đầu con vịt chứ, tại sao là đầu con sư tử. Ờ đúng rồi. Rồi lấy đi, người ta đã ghi nguồn chưa. Trời ơi, đau. Cái này đâu phải là đầu con sư tử đâu, cái này là đầu con phượng hoàng có răng nanh. Xào lao, xào xào, nghe nghe là biết xào rồi. Thôi mà không sao, nói chung mà nhìn cũng ngầu á. Ủa anh em ơi, anh em thấy con robot này có ngầu không? Nếu bạn nào thấy con robot này ngầu nhớ bình luận cho mình biết nha. Ủa trời ơi, ngầu quá. Con này làm sao đem em có thể em mặc nó vào, chẳng lẽ giờ nó có cái miệng sư tử em chui vô hả? Ờ thì đúng rồi, mày chui vô mà, cứ chui vô là thiệt mà. Ok, rồi ok, để em chui vô thử nha. Ủa trời ơi, nó rắp rắp này nè bạn. Wow. Xịn dễ sợ. Ok rồi, bây giờ mình sẽ thử rồi là chui vô thử con robot này để xem coi mình có ngầu như robot nha các bạn nha. Ôi, 3, 2, 1. Hey. Trời ơi, ngầu quá các bạn ơi, mình đã nhập vô con robot này. Ủa mà khoan, tự sao mình nhập vô xong mình bị biến nhỏ là vậy? Ủa rồi đây không luôn á. Rồi robot này phải cười sao á, đáng nhẽ thằng Phong nó chui vô con robot to như vậy thì nó phải bự lên nữa chứ sao nó quéo lại vậy. Ờ sao nó quéo lại còn cái mẫu vậy. Tào lao, trời ơi Phong, mày vô mày thấy nó có khó điều khiển không Phong? Ờ cũng khó thiệt, em một mình em điều khiển không được, em không cử động được luôn á. Đúng rồi, cái con robot này là cái con robot dành cho 5 người điều khiển mà mày hãy dụ mà chui vô mình mày xài sao được. Ủa vậy chứ làm cách nào cho 5 người dùng được? Con nút ấn đó, mày ấn cái nút đó, mày okay. Ấn nút đó là nó sẽ biết à. Rồi thử nha, 3 2 1 vô. Bum chiu. Ôi. Wow. Ôi mọi người coi nè, nó chịu hồi nè. Ôi nó xin chân rồi. Trời. Cái gì hay quá vậy? Ủa tính ra là mọi người nhập vô được luôn hả? Đâu đem em làm lại thêm lần nữa coi. Em thử ráp lại nè, xong từng người nhập vô cho em xem nha. Ok. Rồi mọi người tránh ra. Ok. Tháo rồi. Chiu. Nhiều quá. Tránh xa ra. Ủa cái gì? Cần 6 giây nữa mới thể ráp được hả? Sao có robot này giỡn vậy? Cần 6 giây nữa. Trời ơi, mới đánh mà đánh thôi mà còn đòi hỏi nữa mày. Ok, từ nè. Tháo rời nè. Ồ, bùm. Ok rồi, từ. Bây giờ xem thử nhập vô con này coi. Ta da. Ồ, rồi dịch anh thử nhập vô con còn lại trên đây coi. Thôi để tôi nhập con này giống sim nè. Đó. Ôi trời ơi, bạn ơi. Anh em siêu nhân bọn mình đã gọi là biến thành robot hết trơn luôn nè. Xịn dễ sợ. Ok anh em ơi, vậy là bây giờ siêu nhân bọn mình có thể tiêu diệt được con yêu quái này luôn rồi. Quá hợp lý bạn ơi. Ok anh em, bây giờ bọn mình đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt con yêu quái này thôi. À, hóa ra là con yêu quái đang ở bãi đất trống mấy bạn ơi. Từ sáng giờ bọn ta đi tìm ngươi nè. Có yêu quái kia. Có yêu quái. Trời. Hôm nay à, ngươi không nhận ra bọn ta sao? Bọn ta chính là biệt đội siêu nhân hồi sáng mà bị ngươi tấn công nè. Bây giờ bọn ta đã trở thành robot hết trơn rồi, ngươi sợ chưa? Robot đáng xe mày. Ê, mấy cái thằng bắt chiếc. Ôi, người ta thấy người ta là robot cũng bắt chiếc làm robot theo. Ai hèn bắt chiếc. Mỗi tội là các ngươi cũng chỉ là mấy cái con robot nhỏ xíu xìu xiu thôi. Làm sao mà có thể to lớn được như ta đây là. Trời là trời. Ngươi tưởng là có một mình ngươi mới biến to là sao? Anh em bọn ta nhìn tuy nhỏ bé thôi, nhưng nếu bọn ta kết hợp lại với nhau thì bọn ta sẽ cực kỳ khỏe và cực kỳ to lớn. Anh em siêu nhân chuẩn bị kết hợp. Chà, robot siêu cấp vô địch vũ trụ thế giới mi đi qua biến hình. Robot siêu cấp vô địch biến to. Ê, cái con yêu quái kia, bây giờ ta đã to hơn cả ngươi luôn rồi, ngươi sợ chưa? Cái này ngươi chỉ được cái to xác thôi, làm sao mà mạnh mẽ như ta được.
Được, vậy thì bây giờ thử tấn công với nhau đi nào. Ngon thì nhau vô. Vậy là trong tập này, siêu nhân tứ trụ đã chế tạo được cho mình một con robot siêu cấp vô địch vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World. Liệu rằng trong tập sau, siêu nhân tứ trụ có chiến thắng được con yêu quái khổng lồ kia hay không? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.